Rồi, kia xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái tai nghe fake của Apple nhé. Nó có cái mã này này. Đây, không biết các bác có nhìn rõ không? Nó ở chỗ này này. Nó có thể là không không được rõ cho lắm. Đó, thì em đọc nó là A1602 nhé. Bên này nó có một dãy cái chữ gì đấy nữa này. Các bác có thấy không? Đấy, thì cái tay này nó là tay fake thôi. Mặc dù kể cả là tay chính hãng đi chăng nữa thì em cũng không quan tâm cái tay của Apple mấy đâu. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái chất lượng âm thanh với cái giá trị nó mang lại, ví dụ như với cái số tiền đấy mà các bác mua cái tai nghe cũng chuguled như này thôi, thì nếu các bác nào mà quan tâm đến cái việc mà cái chất lượng âm thanh ấy, thì chắc chắn là chẳng ai mua cái tai Apple làm gì. À, chỉ mỗi cái là cái tai Apple nó rất là tiện lợi, đặc biệt là với những ai mà dùng điện thoại của Apple chẳng hạn, thì nó rất tiện lợi và đeo lên tai nó chảnh chó hơn rất là nhiều các bạn. Em thấy là thế thôi. Thì cái tai này ấy, thực ra là cũng không phải là em mua, mà là em thằng bạn nó có cái rồi, em thì em mượn về em nghe thôi. Thì em muốn thực ra là nghe để trải nghiệm thôi. Thì thực ra là em cũng biết là có rất nhiều những cái tai nghe fake của Apple mà chất lượng nó cũng khá là tốt, như mấy cái hổ vằn để các thứ em cũng thấy ở trên các hội nhóm Facebook nói rất là nhiều, nhưng mà đây em cũng không biết nó là cái gì, chỉ biết mã là như vậy thôi, tại vì em không quan tâm đến cái mặt hàng fake của Apple mấy, mà kể cả Jean em còn chả quan tâm nữa, là fake thì quan tâm làm gì. Thì em muốn nói cho các bác là nếu trước bác nào là đang có ý định mua cái tai nghe dạng này ấy, tai nghe dạng này nhé, tai nghe này, đặc biệt là cái mã này, đặc biệt là cái mã A1602 này nhé, thì em nghĩ là các bác đừng nên mua nó. Thực sự là các bác đừng 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 có định mua cái tai nghe cái mã này nhé, tại vì cái chất lượng âm thanh nó em phải nói là nó cực tệ luôn ấy, phải nói là rất là tệ luôn ấy. Nó toàn là chét này, nó về chét, với nói chung là cái chét thì nó nghe rất là chói tai, và cái mid ấy nó cũng chẳng dày, nó cũng rất là, nó cũng như kiểu là đàn ông hát cũng như đàn bà hát ấy mà, em thấy nó buồn cười lắm. Nó không thể nào bằng một cái tai nghe nghe tầm 100-200 nghìn như tai nghe B&O chẳng hạn, hoặc tai nghe AKG của Samsung chẳng hạn, nó không thể bằng được. Nói chung là cái này chỉ được mỗi cái tiện lợi và đeo lên tai thì nó trông nó sang chảnh đi thôi đấy. Và được cái là nó cũng khá là nhỏ gọn các bạn, để các thứ nó cũng được đấy. Nhưng mà em thấy là cái chất lượng về cái phím bấm ấy, à quên, cái phím cảm ứng ấy trên tay này nó cũng chán luôn các bạn. Nhiều khi là chạm vào cái là nó có bị loạn kiểu gì ấy. Cũng có thể là em dùng thời gian không được lâu nên mình chưa quen, thì cái đấy thì cũng có thể, nhưng mà thực sự là em dùng nó chả thấy thoải mái thế nào cả đấy. Được mỗi cái là nó giống của Apple và nó đeo lên tai, thì nhiều người không biết thì vẫn nghĩ là của hàng của Apple thôi. Nhưng mà nói thật và em khuyên các bác là nếu như bác nào đang có ý định mua cái mã này, em nghĩ là cái mã này nó rất là lâu rồi, em cũng chẳng ai mua nữa đâu, nhưng mà nếu bác nào còn chưa biết ý, thì cái mã A1602 này thì các bác đừng nên mua nhé. Âm thanh nó cực kỳ tệ luôn, nó phải nói là nghe như đấm vào tai ấy. Cho nên các bác chú ý nhé, tất cả các mặt hàng mà fake ấy, kể cả không phải fake của Apple đâu, fake của những hãng khác nữa thôi, đều nó mang lại cái chất lượng âm thanh nó kém lắm. Cho nên các bác chú ý, nếu mà có mua những hàng chuối này, các bác chú ý là thôi, thà mua một lần các bác dành dụm tiền ấy để mà mua cái tai nghe nó chính hãng nó ngon ấy, thì nó mới đáng, nghe nó đỡ hỏng tai các bạn. Thực sự là cái tai con người rất là quan trọng. Các bác nghe mấy cái hàng fake này một thời gian rồi, các bác cái nào cũng có bệnh nào đó liên quan đến tai cho mà xem. Đấy, cho nên các bác chú ý nhé, cái tai này thì đừng nên mua. Em đấy là cái cá nhân của em nhé, đừng, các bác đừng nên mua dù bất kỳ với giá nào, trừ khi là giá nó khoảng 100.000 200.000 thì có thể mua được, hoặc là được cho được tặng thì ok lấy. Chứ còn thực sự là dùng cái tai nghe này, nếu như bác nào đã từng sử dụng rất nhiều các loại tai nghe kiểu như em chẳng hạn, thì thực sự cho cái tai nghe này em còn không thèm dùng thật sự luôn đấy. Đấy không phải là em khinh thường người cho, nhưng mà thực sự là không đáng để dùng các bạn, nó nghe nó tệ cực kỳ luôn. Rồi, thế thôi, cái đấy em chia sẻ cái ý kiến cá nhân thôi nhé, còn tùy các bác thôi, nhu cầu mỗi người mỗi khác mà, còn các bác thích mua thì cứ mua thôi. Rồi, ok, chào các bác.